Hi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình đang có trên tay đây là sản phẩm Xiaomi Redmi Note 13, một sản phẩm rất là mới đến từ nhà Xiaomi và chính thức được mở bán trong hôm nay tại Thế Động các bạn nha. Sau một thời gian đặt hàng thì hôm nay chiếc Redmi Note 13 này đã chính thức mở bán bình thường tại Thế Động rồi các bạn. Rồi thì chúng ta sẽ cùng đập hộp thêm chiếc Note 13 này có gì đặc biệt so với những sản phẩm khác trước đó của hãng không các bạn nha. Và đây là chiếc hộp máy của nó các bạn, màu trắng là màu chủ đạo ha. Và đây là chiếc máy. Bên hông là Redmi Note 13, ở dưới là email và một số thông số kỹ thuật cơ bản của máy. Rồi đập hộp thêm chiếc Note 13 này có gì không bạn. Rồi đầu tiên thì đây chúng ta sẽ có một cái que chọc sim, sách hướng dẫn và một cái ốp lưng đen luôn các bạn, không trong nữa mà ốp lưng đen luôn ha, nhựa dẻo đen. Rồi, đây là sản phẩm chính của chúng ta, chiếc Note 13 màu vàng các bạn nha. Rồi để qua bên. Tiếp theo phụ kiện đi kèm theo ở đây chúng ta sẽ có một cái củ sạc nhanh 33W. Kèm theo đây là cổng cáp C các bạn ha. Rồi phụ kiện chỉ bấy nhiêu thôi. Rồi đầu tiên thì đi vào cái ngoại quan bên ngoài của máy thì máy sẽ được thiết kế khá là bóng bẩy các bạn ha. Khi các bạn nghiêng sẽ có chuyển tiếp nè, những cái lằn vân ha, khá là bắt mắt. Viền thì sẽ thiết kế vuông vức các cạnh luôn các bạn, vuông vức các cạnh viền ha. Rồi đầu tiên thì đi vào màn hình thì con Xiaomi Redmi Note 13 này nó sẽ sở hữu màn hình với độ rộng là 6,67 inch với tần số quét màn hình trên con này là 120Hz các bạn. Cho các bạn lướt rất là mượt mà ha, thao tác rất là mượt mà. Và cái màn hình thì với cái công nghệ là AMOLED với độ phân giải là Full HD cộng trên cái con Note 13 này. Màn hình AMOLED cho các bạn hiển thị màu sắc sống động, trung thực ha, và đẹp nữa. Rồi về camera thì con Redmi Note 13 này sẽ sở hữu 3 camera phía sau với cam chính lên đến là 108 megapixel và một camera phụ với độ phân giải 8MP và một camera phụ với độ phân giải là 2 megapixel. Và ở đây là cái đèn LED của hãng ha. Rồi cụm camera thì nói chung là hai camera phía sau thiết kế khá là to các bạn, nhưng mà cũng không quá dày lắm ha, to nhưng mà không dày lắm. Với như ba cái camera thì nó hỗ trợ các bạn có thể quay phim HD 720 f30 và Full HD 1080 f30 các bạn. Nó với nhiều tính năng như chụp trôi nhanh thời gian nè, quét tài liệu, các bạn có thể chụp độ siêu phân giải, chụp băng liêm, chụp toàn cảnh, chụp sắc phong vân vân ha. Rồi về camera selfie phía trước thì con Note 13 này sẽ được trang bị camera với độ phân giải lên đến là 16 megapixel các bạn. Với cái nhiều tính năng chụp như chụp làm đẹp AI nè, quay video HD, Full HD hoặc là bộ lọc màu. Xiaomi Redmi Note 13 sẽ được trang bị trên máy là con chip Qualcomm 685 với RAM là RAM, ở đây mình đang có là RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB các bạn nha. Nó sẽ chạy sử dụng hệ điều hành là hệ điều hành Android mới nhất luôn các bạn, Android 13, và nó chưa hỗ trợ lên Android 14. Android 13 thôi ha. Rồi về cái công nghệ thì ở đây chúng ta sẽ có công nghệ sạc nhanh và tiết kiệm pin trên con Redmi Note 13 này. Máy sẽ được trang bị viên pin là 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến là 33W các bạn. Một cái tính năng đặc biệt ở trên con Redmi Note 13 này so với những dòng tiền nhiệm trước đó của hãng đó là nó sẽ có công nghệ mở khóa vân tay dưới màn hình ha. Nó không còn là mở khóa vân tay ở cạnh bên nữa, và mở khóa vân tay dưới màn hình và thêm vào mở khóa ở khuôn mặt. Máy sẽ được trang bị chuẩn kháng nước kháng bụi IP54, chuẩn bị một cái chuẩn kháng nước nhẹ các bạn. Các bạn đi mưa hoặc là lỡ rớt ở những cái môi trường nước nông nước cạn á thì có thể cứu vớt được đó ha. Được thiết kế rất là đẹp mà. Note 13 này cực kỳ đẹp ha, so với những dòng trước đó rất là đẹp. Rồi về cái giá thành thì con Note 13 này nó sẽ có khá là nhiều phiên bản các bạn.
Nhưng phiên bản mình đang có trên tay là phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 128GB, có giá tầm khoảng là 5.290.000. Đối với phiên bản Redmi Note 13 RAM 8, bộ nhớ 256GB thì nó sẽ có giá là 5.990. Và một phiên bản nữa là RAM 6, bộ nhớ 128GB, giá là 4.890.000. Ba phiên bản cho các bạn lựa chọn ha. Cổng sạc nè, thiết kế cổng sạc tiếp C các bạn ha. Cái này để bạn gắn sim, vách thoại loa, tăng giảm âm lượng, cổng hồng ngoại jack 3.5 và một cái loa ngoài, mic ngoài đây các bạn ha. Thiết kế máy khá là đẹp các bạn. Thì chiếc Redmi Note 13 này hiện tại các bạn mua thì sẽ có 3 phiên bản màu để các bạn lựa chọn. Một màu mình đang có trên tay đây là màu vàng, các bạn hãy gọi màu vàng ha. Ngoài ra thì sẽ có hai thêm màu, đó là màu đen và màu xanh lá. Cũng khá là đẹp các bạn ha. Nói chung là những dòng Xiaomi thì các bạn nhìn cái thiết kế các bạn đã thích rồi các bạn. Cái rất là đẹp, cấu hình cũng ổn nữa các bạn. So với những hàng khác thì cấu hình rất là cao và trong tầm giá ha. Rồi, thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc Xiaomi Redmi Note 13. Các bạn có thắc mắc gì cứ để comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.